Xin chào các bạn đến với kênh sáng tạo đi giày C2 của mình. Hôm nay mình chia sẻ một cái thí nghiệm vui đến cho anh em, những anh em nào mà đam mê thích dập khóa chế cháo rồi đó anh em. Thì mình thí nghiệm với cái con mà motor của máy photo này nha các bạn. Đây, thì cái motor máy photo này á, thì khi mà chúng ta muốn sử dụng cho nó chạy á, thì chúng ta cần phải có một cái mạch để chỉnh cho nó chạy anh em. Đó, một cái mạch điện nha, chứ còn bình thường này á là nó ra 6 đầu dây, thì nếu mà anh em muốn cho chạy trực tiếp thì chạy không được nha anh em. Đó, nên hôm nay mình chia sẻ cho anh em là chia sẻ một cái mà thí nghiệm vui thôi, chứ không phải là để cho nó chạy nha anh em, để cho nó phát điện ngược lại. Thì bản thân cái motor này á, là nó đã có phát điện được rồi anh em, tại vì nó quắn khi mà chúng ta lăn vậy thôi là nó đã phát điện rồi. Nhưng mà nó phát như thế nào thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em chế một cái mà gọi là một cái máy phát lưu trữ điện. Cái kiểu mà lưu trữ điện trong một thời gian ngắn để thí nghiệm chơi cho vui thôi nha anh em. Thì anh em nào mai mốt mà có những cái motor này không biết làm gì, chúng ta không có mạch để cho chạy, thì chúng ta chế ra một cái để khi mà rảnh ngồi cúp điện rồi đó anh em, thì chúng ta lăn nhẹ một cái để cho nó phát điện lên, để cho nó lưu giữ một thời gian ngắn, nó cũng có cái ánh sáng một phần nào đó cho vui nha anh em. Cái này là thí nghiệm vui thôi nha. Rồi thì để mình chia sẻ, ở đây là nó có 6, tổng cộng là 6 cái đầu dây anh em. Đó, thì làm sao anh em biết được cái đầu dây nào để chúng ta mà để đấu cho nó phát điện để cho nó ngon nhất. Đó, thì ở đây hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách mà để phân biệt nha anh em. Rồi, bây giờ anh em chuẩn bị cho mình một cái đồng hồ đo ôm nha. Đó, đồng hồ đo ôm. Rồi anh em nhấn mở lên, đo bên cái phần số đo ôm nha anh em. Đây, số đo ôm nha, chế độ đo ôm nha. Thì trong đây là nó có tổng cộng là 6 đầu dây, nhưng mà mỗi 6 đầu dây này thường thường thì nó có hai, nó có là hai phần, một phần là một bên là 3 dây là nó liền với nhau, nó thông mạch với nhau, còn một bên kia là 3 dây nó thông mạch với nhau, thường thường nó là vậy nha anh em. Thì bây giờ mình muốn biết thì mình đo nha anh em. Bây giờ mình nắm một đầu này thôi, mình nắm đầu này ha, mình đâu nắm đại cái đầu nào cũng được, chúng ta để một que đi, không có phân biệt cộng trừ nha. Đó, thì chúng ta cứ vuốt đại nha, đây chúng ta cứ vuốt đại bên đây coi lên không. Đó, nó lên đó anh em, thì với lại chúng ta đo qua đây nữa coi lên không. Đó, nó lên ha. Thì anh em vuốt qua tới cái ngõ thứ tư này coi lên không. Đó, nó không lên, có nghĩa là nó không dính líu với thứ ba, với ba hai này nha anh em. Đó, thằng này nó không lên. Chúng ta đo hết 6 đầu luôn anh em. Đó, thì có nghĩa là anh em để ý nè, cái đầu tiên nè, cái que đầu tiên chúng ta để cái chân đầu tiên, thì thằng này với này lên nè. Đó, nó lên mà anh em chú ý số ôm nha anh em. Thằng này với này lên là 1 ôm 7. Đó, đó 1,7 ôm nha anh em. Đó, rồi cái thằng đầu tiên với cái thằng sau cùng này thì nó lên 3 ôm 2. Đó, 3 ôm 2. Rồi anh em bỏ cái thằng đầu này ra, anh em giữ cái thằng que cuối này lại, anh em đo với thằng giữa coi nó lên bao nhiêu ôm. Đó, rồi anh em thấy rõ là thằng cuối này với thằng giữa này nó lên chỉ có 1 ôm 7 thôi đúng không. Đó, rồi thằng đầu này với thằng chân số 3 này thì nó lên là 3 ôm. Đó, thì anh em nhớ là hai cái chân đầu với chân số 3, anh em nhớ để đó nha. Rồi thì thằng từ 1, 2, 3 chân này với 3 chân này thì nó không có ăn liên thông với nhau, nên chúng ta không có cần phải nắm 3 chân này nữa, thì chúng ta nắm cái chân này thôi. Nắm cái chân thứ tư. Đó, chúng ta gác cái kim qua chân thứ tư. Rồi chúng ta đo cái chân số 5 có lên không. Anh em nó lên nè. Đó, nó lên 1 ôm 8 nha. 1 ôm 7 mấy. Đó, cái chân thứ 6 thì cái chân thứ tư và chân thứ 6 có nó lên không. Rồi nó lên đó anh em, là nó lên tổng cộng là 3 ôm. Đó, thì nếu anh em còn thắc mắc nữa thì anh em cứ nắm cái chân số 4 này, anh em đo ngược về cái chân số 3. Đó, coi nó lên không, nó không lên, anh em thấy rõ không. Đó, số 2 cũng không lên nè, số 1 không lên nè. Có nghĩa là ba thằng này thì nó liền mạch với nhau, đó anh em, nó chung một cuộn dây. Còn ba thằng cuối này nó chung một cuộn dây. Đó, anh em nhớ kỹ nha. Anh em lấy chung cuộn dây này, anh em lấy làm sao cơ số ôm lớn nhất, thì thằng số 1 với thằng số 3 này là nó 3 ôm nè anh em. Đó, anh em thấy rõ nó 3 ôm không. Đó, 3 ôm. Đó, rồi cái thằng số 4 với thằng số số 6 anh em thấy nó cũng 3 ôm đúng không. Đó, 3 ôm 2. Nhưng mà thằng số 4 với thằng số 5 này coi nó lên bao nhiêu ôm. Đó, nó lên có 1 ôm 8 nha anh em, 1 ôm 8. Đây, 1 ôm 8. Rồi cái thằng số 6 với thằng số 5 này anh em coi nó lên bao nhiêu. Đó, thì thằng số 6 với thằng số 5 này nó lên có 1 ôm 7 thôi, thì chúng ta lấy cái thằng số 4 và thằng số 6 là số ôm nhiều nhất, là số ôm 3 ôm. Đó, chúng ta lấy hàng này nha. Thì bây giờ để mình đánh dấu lại nè, thì đây nè, thì cái thằng số 4 với thằng số 6 này nè anh em. Đây, thì chúng ta cắm vô ha, cắm vô thằng số 4 nè. Đó, thằng số 4 dây màu trắng.
Rồi chúng ta cắm vô thằng số 6 cũng dây màu trắng ha, thì chung chung một cái cuộn điện của nó. Và anh em nhớ kỹ nè, cái thằng số 1 và thằng số 3 nó cũng chung cuộn nè. Đó, anh em thấy rõ không? Thằng số 1, số 3 nó cũng chung cuộn. Đây, thì chúng ta cắm cái thằng số 1. Đây, thằng số 1. Đó. Và thằng số 3. Đó. Đó anh em. Đó, nó chung cuộn ha. Rồi, nó đơn giản như vậy thôi. Rồi, bây giờ chúng ta tước cái dây này ra anh em. Tước cái dây điện ra. Rồi, chúng ta thí nghiệm nha. Đây, để mình tước ra cho anh em xem. Đây rồi mình thí nghiệm tiếp tục cái vấn đề này là nó ra cái nguồn điện vui lắm anh em. Rồi bây giờ cái thằng chung cũ này anh em đo thử coi cái dòng điện nó bao nhiêu nha. Chúng ta quấn vô cái kim nha anh em, cái que đo nè. Đó, chúng ta quấn vô cái que đo. Đó, cái thằng này với thằng này. Đó, là cái thằng số 4 và thằng số 6 anh em. À, chúng ta cho nó vô chung một cái cụ nè. Rồi chúng ta dặn cái đồng hồ qua chế độ đo AC nha anh em. Tại nó chưa có nắng qua diode nó còn AC nha. Thì chúng ta cầm cái cốt là chúng ta xây, xây tốc độ nhanh nhất coi nó lên bao nhiêu volt. Đây nè, xây nè. Anh em để dựng cái motor lại ha, cho nó xây rồi. Rồi nó xây maximum của nó lên khoảng 8 volt đó anh em. Đó anh em giờ thấy rõ không? Nè, nó lên cả 7 8 volt đó ha. Đó. Đó nó lên cả khoảng 7 8 volt. Rồi. Rồi chúng ta đo cái cặp bên đây coi nó lên bao nhiêu. Đây chúng ta thử đo cái cặp bên đây luôn. Đó, rồi chúng ta xây thử nha. Rồi đó anh em, nó cũng lên có khoảng 7 8 volt đó anh em. Đây nó xuất cái chui ra, bây giờ nó lên cái số ôm nó không chính xác. Thì bên này nó cũng hồi nãy là nó còn dính đó, mình thấy nó lên có khoảng 7 8 volt luôn. Đây. Đây anh em, đó 8 volt nha anh em. Đó, quay mạnh tay thì nó sẽ lên được 8 volt. Đó 8 volt ha. Rồi bây giờ chúng ta thí nghiệm nha. Bây giờ chúng ta đấu hai cái dây này. Cái dây xanh với dây trắng này ở giữa này chúng ta đấu liền với nhau lại ha. Đấu liền cái cuộn này với cuộn kia đấu liền lại nhau. Rồi chúng ta đo hai cái đầu cuối thử cái đầu và cái cuối thử coi nó lên bao nhiêu. Cái chân số 1 và chân số 6 này lên có bao nhiêu volt nha anh em. Đây chúng ta đấu như vậy ha. Đó. Rồi chúng ta qua vô cái kim này. Đó, bây giờ chúng ta xoay thử coi lên bao nhiêu volt nha anh em. Đây chúng ta xoay nè. Đó nó lên 10 11 volt gì đó nghe anh em. Đó, mười mấy volt luôn nè. Đây, xoay nhanh nó lên 11, 11 12 volt đó anh em. Do mình là ở đây nó dướng dướng cái bàn đó anh em, dướng dướng cái bàn nên mình xoay nó không có maximum nha. Khoảng 12 13 volt đó anh em. Đó. Rồi, bây giờ mình thử cái nữa nha. Thí dụ mà mình lấy cái cọng dây xanh này, mình đốt chéo qua này coi nó có sự khác biệt gì không nha. Đó, thì mình thử hết các trường hợp này. Rồi mình sẽ gáp cho nó lưu trữ điện cho anh em xem. Thì cái phần này là phần thí nghiệm vui để cho anh em dập khóa thôi nha. Rồi mình thử lại cái nữa nha anh em. Đây mình xây coi. Xúc ra rồi. Đây. Mình xây coi lên bao nhiêu volt nha anh em. Đó, nó cũng vậy nha anh em. Đây nó cũng vậy à, nó cũng lên từ 10 đến 13 15 volt đó anh em. Đó cũng vậy thôi. Thì như vậy thì chúng ta lấy hai cái cọng dây giữa này đấu cho nó gần với nhau cho nó dễ nha anh em. Đó. Rồi, bây giờ bắt đầu là mình tiến hành mình cho nó ra điện nè anh em. Đó thì hai cái cọng dây này chúng ta xoay thôi là cái đầu cái cuối anh em. Cái đầu cái cuối này thì nó sẽ ra cái nguồn volt của nó là khoảng 10 đến 13 volt vậy đó anh em. Nếu mà chúng ta xoay nhanh thì nó lên khoảng 13 15 volt ha. Rồi. Bây giờ muốn cho nó ra điện một chiều thì dễ lắm anh em. Thì chúng ta dùng cái diode ha. Diode chúng ta đấu thành diode cầu. Chúng ta cần dùng 4 con diode ha. Đây. 4 con diode này thì kỳ rồi cái clip kỳ rồi mình có chia sẻ cho anh em đấu cái cách đấu diode cầu ha. Rồi bây giờ mình chia sẻ sơ lại nha. Thì đầu tiên anh em lấy hai cái vạch trắng cùng màu. Đây hai cái vạch trắng cùng nhau. Đó, hai cái vạch trắng chúng ta đấu lại ha. Đây. Hai cái vạch trắng chúng ta đấu liền lại. Đó. Rồi ngoài liền lại. Rồi bỏ qua một cặp này, rồi kế tiếp chúng ta lấy hai cái vạch đen chúng ta ngoài liền lại nha anh em. Đây hai vạch đen ha. Hai cái mà nó không có vạch trắng đó anh em, hai cái đen thui đó. Thì chúng ta ngoài lại với nhau. Đó. Xong. Rồi, bây giờ chúng ta lấy hai cái cặp này, đó, hai cái cặp nè anh em. Đó, hai cái cặp còn sót lại là chúng ta đấu vô. Thì có nghĩa là chúng ta ngoài lại thì có nghĩa là cái thằng này nè anh em có vạch trắng và vạch đen nó sẽ là
liền màu một đầu ha. Thì thằng bên đây cũng vậy nha anh em, thằng bên đây thì cái thằng mà đầu trắng với cái đầu cái không có đầu trắng thì nó dạch đen, nó là dạng đen luôn á, thì nó cũng là chung một đầu đó. Như vậy là chúng ta cấp cái nguồn điện của cái motor này, chúng ta cấp vô cái thằng đầu diode là nó có dạch trắng và đen ha, thì chúng ta cấp hai cái nguồn xoay chịu đây ha anh em, hai nguồn xoay chịu đây, còn cái thằng đầu trắng này nó ra mất cộng và thằng đầu đen này nó ra mất trừ nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cấp điện vô đây, mình cấp vô dây nào cũng được anh em, bên nào cũng được, thì chúng ta ngoài đại vô ha. Đây chúng ta ngoài đại vô, rồi bây giờ mình hàng lại luôn cho nó chắc cuốn anh em, để mất công thử mà test thử mà nó xúc xúc ngoài bực lắm. Hồi nãy mình xoay thử rồi, mình xoay thử cho anh em xem thôi chứ đấu cho nó chạy tế, phải hàng cho nó ăn điện cho nó tốt anh em. Đó chúng ta hàng lại luôn đó, rồi cắt cho nó gọn luôn anh em, đây cắt chân cho nó gọn lại đó. Rồi đây anh em, đây mình đấu một cái đầu cộng được trừ vô đó, hai cái dây của motor lên thì đấu một bên vô đầu cộng được trừ, bên đây cũng vậy nha, đầu có dạch trắng và đầu không có dạch trắng. Rồi còn lại hai đầu là cái đầu hai cái đầu đen này là ra mất trừ, còn hai cái dạch trắng này là ra chúng ta ra mất cộng nha. Rồi bây giờ hai mất trừ hai mất cộng này để làm cái gì? Để mình lấy cái kìm ở mình ngoài cho nó chắc lại cái này, đây mình ngoài cho nó sát luôn nha. Đó xong rồi, ở đây mình có ba con tụ anh em, thì cái tụ này mình nói trước, cái tụ mà thường để sử dụng cho này thì cái số volt của nó ra là maximum của nó khoảng mười mấy volt thôi, thì ở đây chúng ta có cái tụ là 450V và 390mi đó, thì cái tụ 450V này thì chúng ta không xài nha, tại số volt nó quá cao không xài, bỏ qua một bên. Rồi trong hai cái tụ này anh em, cái tụ là 25V nó có 3300mi đó, còn cái thằng này 35V 2200mi. Như vậy thì cái số mi của này nó cao hơn nè, thì chúng ta lấy cái số mi của này với lại số volt nó thấp nè, số volt 25V là vừa với cái thằng này ha, thì chúng ta dùng cái tụ là 25V này 3300mi, hoặc là thằng này cũng được anh em, nhưng mà chúng ta nên lấy thằng này hay hơn ha. Đó thì chúng ta lấy cái số volt đừng có thấp quá cũng đừng có cao quá, thí dụ thằng này á thì nó là ra nguồn điện là khoảng mười mấy volt, thì chúng ta lấy cái số volt cỡ gấp đôi nó rồi cấp vô nó là quá ngon ha. Tại sao mình kêu anh em là lấy cái tụ điện này để đấu vô đây? Cái thứ nhất, nếu mà chúng ta không đấu tụ điện, đây để mình thí nghiệm luôn cho anh em xem, nếu mà mình không đấu tụ điện thì bây giờ mình đấu hai cái bóng đèn vô thử cho anh em xem nha, mình xoay thử cho anh em xem. Đây hai bóng đèn này anh em lưu ý nè, thì chúng ta đấu cộng trừ trừ với nhau nha. Đây chúng ta đấu song song lại nhau thì hai cái bảng mà nó có bảng bự trắng thì hai đó là hai trừ, còn hai cái mà nhị bên nhị nhỏ này là hai mất cộng nha. Thì giờ mình ngoài vô luôn nha, ngoài vô rồi mình thử luôn cho anh em xem. Cái clip này thì mình chia sẻ thí nghiệm vui thôi nha anh em, chứ thực tế thì chúng ta để chúng ta chế để dọc khóa chơi cho vui thôi, còn nếu mà vấn đề nói mà để dành xài á thì cái số cái dòng mà dòng ampere của nó thì ra rất là thấp luôn, nên khi mà chúng ta lăn tay một chút xíu nó lưu trữ điện thời gian ngắn thôi là nó đã hết rồi ha. Đó nên cái này là mình thí nghiệm vui thôi anh em, chia sẻ để anh em có những cái motor này không biết làm gì để chế đồ dọc khóa cho vui. Cái này là mình chia sẻ cho những anh em mà thích dọc khóa nha anh em. Rồi cái bây giờ cái này chúng ta lấy cái con điện trở 1kg nữa nha anh em, con điện trở 1kg để cản bóng đèn này nha. Đây mình lấy cái con điện trở 1kg này, đây chúng ta dùng cái con điện trở 1kg thì chúng ta cản bên chân nào cũng được nha, bên chân cộng hay chân trừ cũng được, nên mình cứ ngoài đại vô một chân nha anh em. Đó mình ngoài đại vô một chân nào cũng được chân ha, bên nào cũng được nha. Đó rồi chúng ta ngoài lại vô, rồi anh em nhớ cái chân này có chừng với chân này nó đụng nhau nè, nên mình phải kỹ kỹ chút ha. Đó rồi tách nó ra vậy ha. Rồi bây giờ á tại sao mà mình không mình phải dùng cái tụ này thì mình để gắn cho anh em xem. Ở đây nếu mà chúng ta đấu cái mối cộng vô nè, đây mối cộng bên đây, mối trừ bên đây, đây để mình đấu cho anh em xem này, ngoài thử luôn nha, ngoài chơi cái này ngoài chơi thôi nha, chứ không chưa cái hàng nha anh em, chưa thực tế nên mình không hàng. Rồi ngoài thử luôn cho anh em xem nha, để mình đấu vô cho nó chạy thử rồi mình giải thích cho các bạn tại sao phải dùng tụ. Đây anh em, cái này nè, nếu mà chúng ta không dùng tụ á thì chúng ta xây như vậy,
xay như vậy là nó cháy lên rồi nó sẽ tắt liền anh em dầm nè. Đó, rồi chúng ta xay lên rồi nó cháy lên, anh em thấy rõ bóng đèn không? Đó, bóng đèn này chúng ta xay lên là cháy liền. Đó, cháy nhưng mà nó tắt liền, anh em buông ngừng lại là nó tắt liền. Đó, anh em thấy rõ không? Thì nó không có tích điện, nó không có cầm điện được để cho bóng đèn là nó cháy, nó cháy thời gian ha. Rồi chúng ta gắn cái tụ này vô để cho cái nguồn điện này nó cấp vô cái tụ này, nguồn điện của cái motor khi mà chúng ta hoạt động lên anh em, thì nó cấp vô cái tụ này, thì nó sẽ cái tụ này nó sẽ ngậm lại, nó sẽ ngậm cái dòng điện lại trong này, nó lưu trữ lại thời gian đó, thì nó sẽ xả vô cái bóng led này đó, để rồi nó xả từ từ chừng nào khô, chừng nào hết cạn điện thì nó sẽ tắt bóng đèn. Nhưng mà trong thời gian nó hết thì nó cũng có được một cái thời gian để cho anh em ngồi á, là thí dụ cúp điện đi, anh em ngồi xay nhẹ cái là anh em có thời gian cháy một chút, anh em cầm xay một chút á, thì nó vẫn có thời gian lưu trữ điện để cho anh em ngồi xả hơi chơi có ánh sáng được chút đỉnh nha anh em. Cái đó là mình nói là dạng kiểu mà làm để chơi cho vui thôi, thí dụ đi chơi hay đi đâu đó làm là được chơi lại lạ được chơi thôi, chứ thật sự cái này thì nếu mà nói dùng về trong việc mà hữu dụng á, thì nó thật sự là nó không hữu ích gì mấy anh em. Cái này là để dập khóa chơi thôi. Rồi bây giờ á, mình là hàng anh em, anh em lưu ý nè, cái tụ này nó có cái dạch trắng này là chân trừ nè, chân trừ á, thì chúng ta hàng vô hai cái chân đen của Oliot này ha, còn bên cái không có dạch trắng nè, bên đen thui nè, là bên đây là bên cộng nha. Bây giờ chúng ta hàng vô cái chân cộng của con Oliot, thì chúng ta hàng vô cái cộng của cái tụ nha. Đây, đó, trước khi hàng mình tẩm chì vô trước anh em, rồi mình hàng vô rồi mình cho nó chờ hoạt động thử luôn cho anh em xem. Đó, một chân ha, rồi tới chân bên đây, rồi hai chân, rồi đó anh em, hai chân rồi ha. Rồi bây giờ để mình cho nó hoạt động cho anh em xem nha. Rồi bây giờ mình hàn cái bóng đèn vô nghe anh em. Đây, cắt bớt cái chân lại cho nó gọn gọn lại ha. Đây thì cái chân này là cái chân trừ, thì chúng ta hàn vô chân trừ nha anh em, cắt bớt lại luôn cho nó gọn đó. Thì cái này chủ yếu mình làm để cho anh em dọc khóa đồ chơi cho vui nha anh em, chứ cái này nó nếu mà đi về thực tế thì chúng ta xài thì nó không có đi vào thực tiễn nha. Cái này nó là cái bộ giống như nó lưu trữ điện trong cái thời gian quá ngắn nên chúng ta không có xài được việc gì nhiều nha. Đó, đây em cắp vô. Cái chuyện dọc khóa này có nhiều khi anh em không biết được cái motor này nó có cái nó có được cái công dụng như vậy, nên mình làm để cho những anh em mà đam mê về cháy cháo dọc khóa rồi đó biết thêm một tí gì về cái motor này nha. Rồi cắt bớt cái chân này rồi đó nè. Rồi đây để mình cho nó hoạt động thử cho anh em xem nha. Đây thì chúng ta chỉ cần xay nhẹ thôi anh em, đó chúng ta xay nhẹ nè, xay nhẹ một hai tua thôi ha, thì cái bóng đèn này nó sẽ cháy, nó cháy nó lưu giữ lại một thời gian đó, anh em thấy rõ không, cái thời gian nó lưu trữ. Nếu mà cái này là mình sử dụng hai bóng nha, nếu mà mình sử dụng một bóng thì nó sẽ lưu trữ cái thời gian nó lâu hơn đó, tại vì cái thời gian nó xả điện á, nó xả điện từ cái con tụ này ra nó xả sẽ ít hơn. Cái này mình làm hai bóng để cho cái thời gian nó xả nhanh hơn ha, để cho anh em chúng ta có thể là phân biệt được cho cái cấp độ xả cho nó nhanh đó. Còn nếu mà anh em cầm tay chơi nè, ngồi chơi như vậy là nó cháy hoài luôn đó anh em, ngồi chơi nè đó, mình không cần làm nhiều đó, ngồi xay nè đó, cầm xay chơi thôi đó. Ví dụ cúp điện đi anh em, trong nhà không có điện thì chúng ta hàn cái bóng đèn này cho thành bóng đèn trắng nha anh em, cho thành bóng đèn trắng thì chúng ta có thể là ngồi xay chơi đó, xay chơi nè đó đó, xay chơi thôi là nó cháy liên tục luôn, nó không có tắt nha. Nhưng nếu mà bóng đèn trắng thì nó có thể là khi mà cúp điện nó tối á thì nó sẽ sáng được một phần nào đó trong cái căn phòng mình, thì nó cũng hữu ích lắm nghe anh em. Cái này là cái bóng xanh dương, cái bóng xanh dương thì nó cháy không có sáng bằng cái bóng xanh lá nghe anh em, với lại cho nó không bằng bóng trắng nha, tại vì cái bóng xanh dương này cái số vôn nó cao hơn nên nó cháy cái độ sáng nó không có bằng bóng xanh lá này đó. Thì bây giờ để mình cắt bớt cái một bóng đèn ra rồi anh em coi cái dòng xả nó xả nha, xả coi lâu hay mau nha. Đây mình cắt bớt một cái bóng ra, một cái bóng xanh dương này ha, rồi còn cái bóng xanh lá anh em dễ phân biệt hơn. Bây giờ mình cho nó cháy maximum nè đó, mình xay dài dòng đó.
Rồi anh em coi cái thời gian coi nó xả bao lâu nha. Đó, cái thời gian nó xả thì cũng hơi lâu đó anh em. Đó, anh em thấy rõ không? Đó, mình cầm nè, nó cháy nè. Đó, nó cháy rất là lâu luôn, lâu xả lâu hết ha. Đó, nó lu lu từ từ. Bây giờ để mình tắt đèn để cho cái độ sáng cho anh em coi. Cái bóng này bóng xanh nha. Khi mà chúng ta cần cúp điện coi nó hữu dụng như thế nào nha. Rồi bây giờ mình rút điện một bớt một bóng nha. Đây mình cúp điện ở trên luôn. Đây. Đó, bây giờ cái phòng mình nó đã hơi tối rồi ha nè. Bây giờ mình xây lên nè. Đó anh em thấy rõ không? Cái này là còn ánh sáng bên ngoài nha, để mình tắt luôn ánh sáng bên ngoài. Đó, bây giờ cái phòng mình tối thui luôn anh em thấy rõ không? Đó tối thui luôn. Nhưng mà mình xây nè, đó anh em thấy rõ không? Cái bóng này bóng xanh nha. Tại vì mình hết bóng trắng rồi nên mình làm bóng xanh thì anh em thấy nè, mình ngồi mình xây chơi chơi một hai cái chơi thôi. Đó, ngồi xây chơi chơi thôi nè. Đó. Đó anh em thấy rõ không nè, mình giơ tay ra nè. Đó, nó vẫn cháy bình thường. Đó thấy không? Bây giờ mình mở đèn lại. Đó, mở đèn lên trên. Đó, anh em thấy rõ. Nếu mà cái bóng đèn trắng thì khi mà chúng ta cúp điện chúng ta ngồi cầm chơi xây nè. Thì anh em có cái motor này thì anh em lắp cái con tụ ở đây luôn cũng được ha. Con tụ chúng ta dán ở đây luôn nè. Đó, cái hệ thống này chúng ta dán ở đây. Đó. Xong rồi chúng ta cầm xây nè, khi mà cúp điện á, xây nhẹ nhẹ chơi thôi. Tại vì cái này anh em xây nhẹ thì nó đã chém đèn rồi. Đó, xây nhẹ nè. Đó. Hoặc là anh em chế cái tay quay anh em. Nếu mà anh em nào mà có thiết kế được thì chúng ta chế cái tay quay vô đây ha, quay nhẹ chơi thôi. Ngồi quay từ từ nè. Đó, quay từ từ thôi là nó đã cháy rồi ha. Cái này là mình không có chế tay nha, mình chỉ thí nghiệm cho anh em chơi cho vui thôi nha. Rồi chúng ta dùng một cái bóng đèn led trắng thôi, led trắng mà cái loại mà cháy siêu sáng anh em. Anh em cháy gáp vô. Mà anh em lưu ý nha, đừng có xài cái số watt cao quá. Nếu mà anh em xài cái số watt cao quá thì nó sẽ xả nó mau hết hơn. Thì nên anh em nên dùng những cái bóng 5 ly này được ha. Đó, bóng đèn led trắng 5 ly là xài nó xả lâu. Thì nên khi mà chúng ta xài cúp điện đó, chúng ta xây nhẹ nhẹ chơi nè. Đó, ngồi xây nhẹ nhẹ chơi thì xây một hai cái thôi là nó sáng, nó giữ lưu sáng, để lưu lại cái dòng điện thì nó lâu cho mình chút ha. Đó rồi thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em một cái thí nghiệm vui từ cái motor của máy photo đó anh em. Motor của máy photo copy để anh em nếu mà có, thì nếu mà chúng ta không có cái mạch điện để cho nó chạy hoạt động được cái motor này thì anh em dùng cái motor để chúng ta thiết kế ra một cái máy phát điện mà chúng ta chế cái tụ vô đây thì nó lưu điện được. Đó thì để anh em khi mà cúp điện ngồi xây nè, nó cũng phát sáng được cái phòng mình cúp đỉnh đó, thì nó cũng hữu dụng cúp đỉnh nha. Rồi thôi mình chia sẻ cho anh em tới đây là xong nha anh em. Rồi anh em nào xem kênh mình nếu mà thấy có hay và bổ ích thì nhớ chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh mình nha. Với lại anh em nhớ qua cái kênh Hoàng Tiến Vlog, cái kênh mới của mình, thì anh em vô đó đăng ký ủng hộ giúp mình nha. Rồi thôi, xin chào tạm biệt anh em nha.